Mới đây, Trường Đại học Văn Lang đã công bố chính sách tuyển thẳng 2022 với quy mô lớn khi tạo điều kiện cho thí sinh có học lực giỏi, tài năng được tuyển thẳng vào tất cả các ngành học của trường. Với những tiêu chí được mở rộng đến 4 đối tượng thí sinh, dự kiến trong năm 2022, nhà trường sẽ thu hút một lượng lớn nhiều học sinh tài năng, học lực giỏi trở thành tân sinh viên của trường. Theo đó, Trường Đại học công bố 4 nhóm đối tượng thí sinh được xét tuyển thẳng cụ thể như sau. Đối tượng 1, học sinh tài năng, học lực giỏi của các trường trung học phổ thông trên toàn quốc. Đối tượng 2, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông từ 83 trường chuyên, trường phổ thông năng khiếu của các trường đại học thuộc các tỉnh thành trên toàn quốc và đạt học lực giỏi trong 2 năm học, lớp 11, 12, hoặc là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Đối tượng 3, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương có cơ hội xét tuyển thẳng vào các ngành có chương trình đào tạo đặc biệt nếu có chứng chỉ IELTS đạt từ 6.0 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương. Đối tượng 4, thí sinh tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông nước ngoài hoặc trung học phổ thông do nước ngoài cấp tại Việt Nam có chứng nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền, nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo của Trường Đại học Văn Lang năm 2022. Nhà trường sẽ nhận hồ sơ từ ngày 1 tháng 7 2022 đến ngày 15 tháng 7 2022. Thí sinh có thể chọn hình thức nộp hồ sơ tại Trường Đại học Văn Lang hoặc thông qua đường bưu điện. Mọi chi tiết về thông tin, chính sách tuyển thẳng sẽ được nhà trường công bố đầy đủ trên các kênh thông tin.